ចាជូនពរដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គ្នាជួបតែសំណាងល្អគ្រប់គ្រប់គ្នាតែម្ដងចាឥឡូវរីករាយជាមួយខ្ញុំមកបទទៀតដែលជាបទថ្មីត្រៀមនឹងចេញក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ក្នុងនេះផងដែរចាតែបៃតងរសជាតិទឹកភ្នែកចូលចិត្តបទហ្នឹងអត់អរគុណសូមសម្លេងហួតខ្លាំងមួយទៀត Lần này nhóm xong ăn nhà xong ra với phép sân nam, đầy tiết chúc nhóm xong ăn nhà xong ra với phép sân nam, đầy tiết chúc nhóm xong ăn nhà xong ra với phép sân nam, đầy tiết chúc nhóm xong ăn nhà xong ra với phép sân nam, đầy tiết chúc nhóm xong ăn nhà xong ra với phép sân nam, đầy tiết chúc nhóm xong ăn nhà xong ra với phép sân nam, đầy tiết chúc nhóm xong ăn nhà xong ra với phép sân nam, đầy tiết chúc nhóm xong ăn nhà xong ra với phép sân nam, đầy tiết chúc nhóm xong ăn nhà xong ra với phép sân nam, đầy tiết chúc nhóm xong ăn nhà xong ra với phép sân nam, đầy tiết chúc nhóm xong ăn nhà xong ra với phép sân nam, đầy tiết chúc nhóm xong ăn nh